hoạt động của tướng Cộng sản Việt Nam Phùng Quang Thanh sau khi về nước. Truyền thông Việt Nam đưa lịch trình hoạt động sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh nhưng nói có thể thay đổi. Ông Đại tướng được nói là đã về Việt Nam từ Paris vào sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 7. Cho đến nay, chỉ có báo Tuổi Trẻ chụp được một tấm hình mà báo này mô tả là ông Phùng Quang Thanh chờ lên xe để từ sân bay về nhà. Phóng viên của Tuổi Trẻ được đưa tin đã chụp từ sảnh Y, từ nhà ga T1 Nội Bài. Trong hình, nhân vật chính mặc công lê màu xám, nhưng ở giữa một nhóm người mặc thường phục. Ông được nói là gầy đi so với trước, nhưng phong độ đỉnh đạt và khỏe khoắn. Các báo cho hay tướng Phùng Quang Thanh đã về nhà, sau đó đến trụ sở Bộ Quốc phòng và dự định sẽ chính thức quay lại làm việc vào thứ Hai 22 tháng 7. Trên mạng xã hội vẫn có dư luận hoài nghi sự thật ông Thanh đã trở về. Các báo trong nước dẫn lời Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Vũ Văn Hiển nói theo lịch, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sẽ làm trưởng đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng ngày thứ Hai 22 tháng 7, nhân ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam. Tối hôm nay, ông có dự kiến tham gia chương trình nghệ thuật mang tên Khát vọng đoàn tụ tại hội trường Bộ Quốc phòng và được truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, vào chiều Chủ nhật, ông Hiển lại được dẫn lời nói lịch trình có thể thay đổi vào phút chót. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Phùng Quang Thanh đã điều trị u xơ ở phổi tại Pháp nhưng sức khỏe ổn định sau phẫu thuật. Được biết, vùng phổi bị xơ là do chấn thương từ thời chiến tranh. Trong một diễn biến có liên quan, hãng tin Đức DPA có gửi thư xin lỗi trực tiếp với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Hãng này trong bản tin hôm ngày 19 tháng 7 từ Hà Nội dẫn nguồn quân sự giấu tên nói ông Thanh đã qua đời tại một bệnh viện ở Paris. Một ngày sau khi DPA phát bản tin thứ hai từ Bangkok nói Việt Nam bác bỏ tin trên do nguồn từ bệnh viện cung cấp nhưng không cải chính và không xin lỗi. Đến ngày 25 tháng 7, hãng này thừa nhận đã sai sót khi đưa tin ông Thanh qua đời nhưng vẫn không xin lỗi. Này, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, nói DPA đã gửi thư riêng xin lỗi đến cá nhân Bộ trưởng Phùng Quang Thanh.